Hello, hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Johnny and Sumka Vlog. Hôm nay thì Johnny và các bạn sẽ cùng quay trở lại với Sơn Tùng Auto số 2 Tô Thiết Hà Nội, xem hôm nay showroom Sơn Tùng Auto có những mẫu xe nào đáng chú ý để gửi đến anh em các bạn nhé. Đầu tiên thì trong góc này đi, một chiếc xe sedan siêu sang, đây là một chiếc Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 7 phiên bản C2 các bạn nhé, phiên bản nâng cấp giữa vòng đời. Đó, động cơ V12 6.75 lít, công suất đâu đó khoảng 453 là 463 mã lực gì đó. Chiếc này thì thuộc phiên bản EVGB, thế nên em nó sẽ có không gian nội thất vô cùng rộng rãi. Đây là vị trí mở cửa từ vị trí trung tâm này các bạn, sẽ cầm cái này và kéo ra. Chúng ta có thể quan sát được toàn bộ cái không gian nội thất bên trong. Chiếc này thì được bọc da màu be gần giống với màu da bò đó các bạn. Và đây chúng ta cũng sẽ có da cá sấu màu vàng các bạn nhé, da cá sấu đây các bạn này. Còn đây là da bò thường này. Đó, ốp gỗ tự nhiên có phủ bóng và những cái đường vân rất đẹp. Chúng ta cũng có rèm che nắng chỉnh điện ở đây. Đây là cụm để các bạn điều chỉnh hệ thống điều hòa cho khoang sau các bạn nhé. Mỗi bên sẽ có một cụm như thế này. Và vị trí này chúng ta sẽ còn một cái đó không gian để các bạn có thể gạt tàn xì gà hay là thuốc lá này. Đây là vị trí để các bạn châm xì gà này. Đó, không dùng đến các bạn sẽ ấn vào. Phía dưới cũng có một cái ngăn đầy đồ các bạn nhé. Còn đây là cái không gian sử dụng của xe. Nó cứ phải gọi là vô cùng rộng rãi luôn anh em ạ. Chiếc này thì sẽ có hai chỗ ngồi tại khoang sau. Chiếc này thì mình đã từng quay video giới thiệu chi tiết rồi. Anh em nào mà một quân quan tâm ấy, có thể xem lại clip đó các bạn nhé. Chứ giờ mà quay lại chi tiết thì nó khá mất thời gian. Ở phía trên này chúng ta cũng có cửa sổ trời. Phía trên này chúng ta cũng sẽ có bầu trời sao anh em nhé. Chiếc này thì không có cửa sổ trời, sẽ có hai khoang và giữa nó sẽ không có bầu trời sao mà nó sẽ được bọc da các bạn này. Đó, trên này cũng được bọc da luôn. Đó là cái không gian hàng ghế thứ hai dành cho ông chủ của những chiếc Rolls Royce. Các bạn có thể đóng vào cái cửa để các bạn nhìn. Cửa được làm rất dày luôn anh em nhé. Đó, đây là cái không gian khoang cabin này. Các bạn ngó một chút này. Đó, ngó một chút cái không gian khoang cabin này. Cũng sẽ được sử dụng da và gỗ rất rất nhiều. Đây các bạn nhìn này, rất rất nhiều gỗ ốp và được phủ bóng luôn anh em ạ. Đó, sang xịn mịn đẳng cấp là đây chứ còn đâu nữa các bạn. Ngay bên cạnh em nó là một chiếc Range Rover SV Autobiography, hai màu trên đen dưới xám các bạn nhé. Đây là cái màu mà rất rất nhiều các đại gia Việt yêu thích này. Các bạn có thể mở cái không gian hàng ghế thứ hai ra để khám phá. Đây các bạn nhìn này, một chiếc SUV siêu sang, nội thất đẹp mê mẩn luôn anh em nhé. Hai chỗ ngồi siêu rộng rãi và đây chính là vị trí dành cho ông chủ. Đó, các bạn có thể kích hoạt ghế ông chủ ở trên cái cụm này. Đây các bạn này, đó, kích hoạt ghế ông chủ trên này và điều chỉnh điện ở trên này luôn các bạn nhé. Được bọc da này, loa là loa Meridian cao cấp, rất quen thuộc của nhà Range Rover hay là Land Rover rồi anh em ạ. Phía dưới có cái màng loa rất to được sơn trùng màu với cái màu da. Trên này thì ốp gỗ màu đen được phủ bóng này. Vị trí để các bạn có thể kích hoạt cái cảnh báo khi mở cửa, nếu có vật cản thì nó sẽ có cảnh báo và nó dừng lại không cho các bạn mở cửa nữa các bạn nhé. Đây là vị trí các bạn kéo để mở cửa ra. Chiếc này cũng sẽ có đóng cửa từ bên trong anh em nhé. Đóng cửa từ bên trong có cái nút bấm ở giữa đây. Đó, đây này, cái nút bấm ở giữa này giúp cho các bạn có thể đóng cửa từ bên trong. Và đây là cái vị trí giữa của ghế ngồi ở phía thứ hai. Chúng ta cũng sẽ có vị trí để các bạn có thể để giày ông chủ vào trong này này. Đó, để giày đây này, trong này có cái tai nghe của xe này. Thôi mình bỏ qua. Đây là cái vị trí gác chân dành cho ông chủ ngồi tại vị trí ghế này. Và tất nhiên cũng sẽ có hai màn hình gắn tại tựa lưng hàng ghế trước các bạn nhé. Ở vị trí chính giữa đây thì chúng ta sẽ có bàn làm việc. Bàn làm việc nó sẽ xuất hiện ở phía dưới này anh em này. Đó, nó sẽ xuất hiện ở phía dưới cái bề mặt này luôn anh em nhé. Phía dưới này chúng ta cũng sẽ có một chiếc tủ lạnh mini nữa. Đây, hạ xuống này. Đây, cái tủ lạnh mini nó nằm trong này. Có, đang có những cái lon coca ở bên trong này. Đây chính là hai cái nút để các bạn có thể hạ cái tấm gỗ này xuống hoặc là nâng nó lên như thế này. Đó, ghế ngồi thì được bổ sung thêm cái tựa đầu êm, rất đẹp luôn các bạn nhé. Ghế ngồi có thể ngả lên đến hơn 40 độ và cái không gian thì nó vô cùng rộng rãi. Phía trên chúng ta cũng sẽ có cửa sổ trời toàn cảnh này. Cũng tất nhiên cũng có cái rèm che nắng để các bạn đóng vào cho nó đỡ nắng ở bên trong khoang cabin. Đây, khi đóng vào thì cửa hít này và cái bậc lên xuống kia nó cũng được thu lên anh em nhé. Đây chính là cái bộ mâm kích thước là 22 inch trên chiếc Range Rover SV Autobiography này. Đó là cái không gian dành cho ông chủ. Còn đây chúng ta sẽ có những chiếc xe khác. Một em Toyota Land Cruiser mới tinh 100% đời 2023. Đó, đời 2023 thì sẽ có cái bộ mâm kích thước là 20 inch các bạn nhé. Và thiết kế đẹp hơn giống phiên bản VXR nhập Trung Đông nữa các bạn. Một chút nữa thì mình sẽ quay chiếc được đời 2022 sử dụng mâm 18 inch thì nó sẽ khác biệt. Có bậc lên xuống gắn cố định hai bên này. Chúng ta sẽ lên ngó phần đầu xe một chút nhé. Đây là Land Cruiser LC300 VX vô chính hãng tại trường Việt Nam. Động cơ V6 3.5 lít, 409 mã và 650 Nm. Hộp số tự động 10 cấp các bạn nhé. Cụm đèn pha LED 3 cụm này. Đó, 1, 2, 3 bóng LED cỡ lớn này.
đèn định vị hình chữ G này. Đó, các bạn nhìn cái lưới tản nhiệt trông nó khác biệt so với đời cũ chưa? Và đây là ngoại thất hai màu của chiếc Range Rover anh em nhé. Ngó một chút nội thất của em này đi. Nội thất của chiếc này được bọc da màu đen, 7 chỗ ngồi. Và đây là cái khoang cabin thiết kế hoàn toàn mới của Land Cruiser LC300. Đó, các bạn nhìn thấy khác biệt chưa? Màn hình 12,3 inch đặt nổi ở vị trí trung tâm này. Cụm ở đây thì được ốp các chi tiết gỗ này và các cái phím bấm để điều chỉnh hệ thống điều hòa cũng như các cái tính năng giải trí, cần số này, nút Mode Select này. Đó là nội thất của một chiếc Land Cruiser LC300 đời 2023, nó vẫn giống như đời cũ. Tuy nhiên thì với 2023 thì cái mâm của nó là 23 inch khác với cái đời 2022, mâm là 18 inch, trông rất là thô các bạn nhé. Đó, đây là phần đuôi của chiếc Land Cruiser LC300 này. Đó, nhìn khác biệt chưa các bạn, một mẫu xe siêu hot trên thị trường. Đây chúng ta có một chiếc Porsche 718 Cayman với ngoại thất màu trắng, mâm màu đen các bạn nhé. Đấy, ngó một chút nội thất của em này xem nào. Ô, chiếc này thì lốp cửa rồi anh em ạ. Thôi, bỏ qua, không biết là ở bên trong có gì. Đây chúng ta có một cái khe hút gió để làm tăng tính khí động học cũng như giúp xe vận hành tốt hơn ở tốc độ cao đó các bạn. Đây, phần đuôi của xe này và hai chiếc xe này được đỗ này. Các bạn nhìn, đỗ sát xít nhau luôn nhá. Đấy, đỗ sát xít nhau luôn. Đây là logo Rolls-Royce này. Trên chiếc Rolls-Royce Phantom C2 thế hệ thứ 7 này. V12 6.75 lít anh em nhá. Nhìn nó mê chưa? Rolls-Royce nó đẳng cấp rồi. Chiều dài tổng thể đâu đó khoảng 6 mét anh em nhá, với phiên bản trục cơ sở kéo dài EWP. Tiếp theo đây chúng ta sẽ còn những cái mẫu xe gì đáng chú ý. Đây, một chiếc Mercedes SLC 43, một chiếc xe mui trần cá tính, ngoại thất đỏ, nội thất đen. Đó, đang mở mui ra đây các bạn nhìn. Các bạn thì quan sát được toàn bộ cái không gian nội thất bên trong của chiếc Mercedes SLC 43 AMG này anh em nhé. Nhìn thấy đẹp không anh em? Hai chỗ ngồi thôi. Đó, chỉ có hai chỗ ngồi thôi, ghế ngồi thiết kế đậm chất thể thao. Đó, phần đầu xe của chiếc SLC 43 AMG này. Đó, các bạn nhìn thấy đẹp không? Một chiếc AMG hai số các bạn nhé, hai số thôi. Đó, tiếp theo chúng ta sẽ đến với những chiếc xe khác xuất hiện ở trên này. Đây là một chiếc McLaren 650S Spider, độ Liberty Walk, ngoại thất màu cam này. Wow, rất nổi bật luôn. Và với gói độ Liberty Walk thì nhìn em nó hầm hố hơn rất nhiều so với một chiếc 650S phiên bản tiêu chuẩn các bạn nhé. Và đây các bạn nhìn này, hai chiếc xe này cũng được độ rất rất sát nhau, cách nhau chỉ còn khoảng vài cm thôi. Cái càn sau làm từ chất liệu carbon siêu nhẹ này và được làm mở rộng và trông hầm hố hơn rất nhiều. Đây có logo của tem này, tên phiên bản độ Liberty Walk này, có cả tiếng Anh lẫn tiếng Nhật luôn các bạn nhé. 1, 2, 3, 4, 5 sao này. Và đây cái vòm bánh trước và vòm bánh sau được bắt đinh tán các bạn nhé. Đây, bắt bằng cái đinh tán này, nhìn trông khác biệt chưa. Và bộ mâm của Forgiato, đó, bộ mâm của Forgiato nhìn chất hơn, với cái kích thước mâm khá to và cái lốp thì siêu mỏng luôn anh em ạ. Cái tiết diện lốp thì là rất dày anh em nhé. Mình đang nhìn xem cái thông số lốp nó nằm ở đâu mà nó bị mòn quá rồi nhé, không nhìn thấy đâu nữa. Tiền cái lốp size này mình cũng đoán khoảng 335 đến 325, quá to luôn. Đây là bộ mâm độ của thương hiệu Forgiato. Chúng ta có phanh đĩa rất to bên trong, đục độ thông hơi. Và cùm phanh cũng có logo của Liberty Walk anh em ạ. Đó, cái kìa, LB kìa, Power by Liberty Walk anh em nhé. Đây các bạn nhìn này, đây là chưa hạ gầm hết cỡ đâu. Nếu mà hạ gầm hết cỡ thì nó còn thấp hơn rất rất nhiều. Đó, độ sát xịt với chiếc Porsche 718 Cayman. Bên cạnh đây chúng ta có một chiếc Maserati Ghibli phiên bản Grand Sport các bạn nhé. Đó, đây là một chiếc sedan 4 cửa, 4 chỗ ngồi hạng sang đến từ Ý. Đó, một mẫu xe mạnh mẽ và có thiết kế tầm trung. Nếu như xét về kích thước thì em nó tương đương với những chiếc BIN 5 Series hay là E-Class. Tuy nhiên thì mình nghĩ thì cái phân khúc của những cái mẫu xe này nó sẽ không giống nhau. Ghibli thì nó sẽ có giá cao hơn gấp đôi so với những chiếc 5 Series và những chiếc E-Class anh em nhé. Bởi vì động cơ mạnh mẽ, có dung tích đâu đó khoảng 30 lít. Và thiết kế cũng như cái độ nổi tiếng của em nó có thể là cao hơn so với những chiếc BMW hay là những chiếc Mercedes tại thị trường châu Âu. Còn tại Việt Nam thì nó không nổi tiếng bằng. Đây là cái phần lưới tản nhiệt của chiếc Maserati Ghibli này anh em nhé. Cụm đèn pha này, có logo Maserati này. Động cơ là động cơ 3.0, công suất đâu đó khoảng hơn 300 mã lực anh em ạ. Tiếp theo thì có lẽ là ngó một chút cái nội thất của chiếc Ghibli phiên bản Grand Sport này. Grand Sport thì có lẽ là nội thất sẽ được ốp carbon. Chính xác ở đây thì ốp carbon, nên mình nhìn nó trông như nhựa anh em ạ, không biết là có phải là carbon xịn hay không. Đây là da màu trắng các bạn nhé, logo Maserati tại bộ cửa này. Nội thất bên trong cũng được bọc da màu trắng kết hợp với màu đen.
có chất liệu phong cách giống carbon ở đây. Màn hình kích thước đâu đó khoảng 8 inch gắn ở vị trí trung tâm. Cái này khoảng 10 inch thì chính xác hơn đấy các bạn ạ. Có logo Ghibli này. Và đây là cái nội thất của xe. Vô lăng thì thiết kế khá đẹp, có lẫy chuyển số thể thao phía sau vô lăng. Nhưng nó cũng không được trang bị quá nhiều những cái tính năng đặc biệt. Nội thất thì trông hơi đơn giản anh em ạ. Như thế này thì cũng không ăn thua lắm. Mình xem cái hàng ghế thứ hai xem nó có những gì các bạn nhé. Đây là cái không gian hàng ghế thứ hai. Ồ, khá là chật anh em ạ. Chỉ có cửa gió điều hòa, không có hệ thống điều hòa tự động dành cho khoang sau. Wow. Và nội thất phía sau thì cũng cực kỳ là đơn giản. Chỉ có 3 vị trí ngồi. Đây chúng ta có bệ thịt tay với hai khay để cốc này, một cái ngăn để đồ phía dưới này. Hết rồi anh em ạ, được bọc ra. Và đây là hai cái vị trí tựa đầu chính và một cái vị trí tựa đầu ở chính giữa. Ồ, cái nội thất phải nói là thiết kế rất đơn giản của Maserati Ghibli Grand Sport các bạn nhé. Logo Maserati gắn tại đây. Và đây chính là cái phần đuôi của em nó này. Phần đuôi của chiếc Maserati Ghibli này. Đó, anh em phải quan sát này. Màu đen, nội thất trắng, khá là tương phản, ống xả kép và tối xứng hai bên anh em nhé. Chiếc này thì nổ lên thì cũng có âm thanh khá là mạnh. Động cơ V6 3.0 rồi mà các bạn. Wow, đây là một chiếc Maybach S600 được độ body kit của Brabus các bạn nhé. Maybach S600 độ body kit Brabus, các bạn nhìn trông hầm hố. Phần đầu xe với lưới tản nhiệt được sơn đen này, có logo Maybach ở phía trên này. Cái cản trước với các khe hút gió của gói độ Brabus trông nó khác biệt này. Nó được làm từ dạng lưới ma trận sơn đen và bổ sung thêm các cái chi tiết ốp kim loại này. Cái cản nó cũng được làm mở rộng hơn. Chung cái phần đầu trông hầm hố hơn khá nhiều so với một chiếc S600 tiêu chuẩn anh em nhé. Đáng chú ý tiếp theo chính là cái bộ mâm. Đó, bộ mâm của gói độ Brabus này. Mâm kích thước 20 inch, gần như là làm đặc và cũng khá giống với mâm tiêu chuẩn của những chiếc Maybach. Tiên nó sẽ được sơn khác màu và nó có các cái chấu nhỏ hơn, nó tinh tế hơn. Logo Brabus nằm vị trí chính giữa các bạn nhé. Mâm này đi kèm với lốp là 245/40 R20 của Pirelli. Một chiếc S-Class Maybach. Chúng ta sẽ ngó một chút cái khoang sau đi. Nội thất của em nó thì vẫn được giữ nguyên so với một chiếc S-Class Maybach tiêu chuẩn. Đây là S600 Maybach các bạn nhé. Đó, đây các bạn nhìn này. Thành cửa được bọc ra hai màu, màu trắng kem kết hợp với màu nâu. Ốp gỗ màu nâu, đèn viền nội thất này, chỉnh điện đa hướng này, có vị trí ghế ông chủ này, nhớ hai vị trí này. Loa là loa Boommaster này, logo Mac này. Không gian nội thất bên trong thì siêu rộng rãi rồi các bạn nhá. Maybach thì là quá đỉnh rồi. Đây lại còn là S600 phiên bản đầu bảng dùng động cơ V12 6.0 lít đó các bạn. Đây là khoang cabin anh em này. Đang bật cái đèn viền nội thất lên nhìn nó cũng lung linh luôn các bạn nhá. Có màn hình gắn tại tựa lưng hàng ghế trước này, có bàn làm việc xuất hiện ở vị trí dưới này này, có tủ lạnh xuất hiện tại vị trí giữa hai ghế ngồi sau này, có tựa đầu êm này, logo Designo này. Tất nhiên là có massage đục lỗ thông hơi sấy sưởi đủ cả các bạn nhé. Có vị trí để các bạn sạc hay là vị trí các bạn gắn cái ly Champion này, làm mát hoặc là làm nóng cho đồ uống của các bạn này. Logo Maybach này, tất nhiên cũng sẽ có hệ thống điều hòa tự động hai vùng các bạn nhé. Đây, cái bàn làm việc nó sẽ xuất hiện ở phía dưới này này. Đó, các bạn nhìn đâu. Đó là không gian nội thất của một chiếc S600 Maybach. Và đây chính là phần đuôi của em nó với gói độ Brabus. Có logo Brabus thay cho logo của Mac này. Logo Brabus tại đây này. Có cái cánh gió nhỏ gắn ở phía trên này. Cản sau thì sẽ có phong cách thể thao hơn. Và chúng ta cũng sẽ có hệ thống ống xả là ống xả kép tròn đặt tối xứng hai bên. Có khá là nhiều các cảm biến ở phía sau. Đây là tổng thể phần đuôi của em S600 Maybach độ Brabus này. Tiếp theo, bên này là một chiếc Rolls Royce 2021. Đây là thế hệ thứ hai của Rolls Royce các bạn nhỉ. Động cơ là động cơ V12 6.75 lít giống như Phantom hay là giống như Cullinan rồi. Đây, hai màu, màu đen kết hợp với màu xám bạc. Thiết kế khác của phần đầu Rolls Royce C2 thế hệ thứ hai chính xác hơn các bạn ạ. Đây là thế hệ thứ hai. Đèn pha mới này. Đèn định vị mới này, có logo Rolls Royce ở bên trong cụm đèn này. Cái logo này thì vẫn thiết kế rất quen thuộc rồi. V12 6.75 lít các bạn nhé. Cái bộ mâm cũng được thiết kế khác này. Dùng lốp Pirelli. Mâm này kích thước là 21 inch, lốp là 255/40 ở phía trước. Đây là một chiếc xe nhập Mỹ anh em nhé.
một chiếc Rolls-Royce Ghost 2021 nhập Mỹ, có đường cốt slide. Nội thất bên trong thì là 4 chỗ ngồi, các bạn có thể mở cái vị trí này ra để khám phá cái không gian nội thất bên trong 4 chỗ ngồi. Chiếc này thì được bọc da màu da bò, cũng có rèm che nắng chỉnh điện này. Loa là loa Bespoke Audio anh em nhé. Nhớ hai vị trí, cho vị trí ghế này có massage, có cầu sạc dạng Type-C này. Đó, đây là không gian hàng ghế thứ hai trên chiếc Rolls-Royce Ghost 2021 này. Chỉ có 2 chỗ ngồi tại khoang 2 và cũng rất rộng rãi. 4 chỗ ngồi các bạn nhé. Đây này, 4 chỗ ngồi tất cả ốp gỗ này, bọc da này, chỉnh điện ở đây này. Đây là cái cụm để các bạn có thể điều chỉnh hai chiếc màn hình gắn tại tựa lưng hàng ghế trước. Đó, đây là một cái bàn làm việc ốp gỗ, còn đây là một chiếc màn hình giải trí. Đó, một chiếc màn hình giải trí sẽ gắn tại tựa lưng. Bên kia cũng sẽ có mấy cụm như thế anh em nhé. Có rèm che nắng ở phía sau, phía trước. Và trên chúng ta có bầu trời sao các bạn này. Đó, bầu trời sao đẹp chưa các bạn? Đỉnh cấp luôn các bạn ạ. Chiếc này thì là full bầu trời sao, không có cửa sổ trời các bạn nhé. Cả trên dưới full bầu trời sao. Đó, khi các bạn không dùng đến thì các bạn sẽ ấn cái nút này. Thì cái màn hình và cái bàn làm việc này nó sẽ thu lại. Hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập các bạn sẽ điều chỉnh ở phía dưới này anh em nhé. Ốp gỗ này, quá đẹp luôn các bạn này. Chưa hết đâu, phía dưới này chúng ta còn cả ngăn để đồ này. Đó, để chai nước và để ly uống nước ở phía dưới này này. Có logo Rolls-Royce trên các cái ly. Và phía dưới này chúng ta sẽ còn một chiếc tủ lạnh nữa các bạn nhé. Các bạn sẽ cầm cái kia và kéo ra, chúng ta sẽ có một cái tủ lạnh ở phía dưới này. Tuy nhiên thì thôi, cái này thì mình đã giới thiệu rồi, clip riêng về chiếc này thì mình đã quay rồi. Đây là không gian hàng ghế thứ hai các bạn nhé, rất nhiều tiện nghi sang trọng và cao cấp. Ở đây chúng ta cũng sẽ có ô này và cái cửa sau này, nếu được các bạn vuốt vào cái vị trí nó có cái cảm biến thì nó cũng sẽ đóng lại. Đó các bạn thấy không, đóng lại rất nhẹ nhàng, cả cửa trước cửa sau, 4 cửa đều các bạn có thể lấy tay vuốt vào cái vị trí này, vuốt miết vào nhé, thì nó sẽ đóng cửa lại từ bên ngoài. Đây chúng ta sẽ mở cái cửa này ra và khám phá cái không gian khoang cabin. Đó, được bọc da màu da bò này, có logo quả phụ bay ở đây này. Loa Bespoke Audio này, đây là không gian nội thất này. Wow, quá đẹp luôn. Và đặc biệt ở đây chúng ta cũng sẽ có logo với dòng chữ Ghost này và các cái chấm chấm như bầu trời sao trong dải ngân hà đấy các bạn. Nhìn đẹp không anh em? Nhìn mê mẩn luôn. Đây là cái vị trí mà mình thích nhất trên những chiếc Rolls-Royce Ghost đời mới anh em nhé. Đây là đồng hồ kim này, màn hình giải trí này, màn hình phía sau vô lăng này. Đây là ghế lái này. Còn đây là cái cụm điều khiển này, cái màn hình giải trí phía trên này, hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập này. Đây các bạn sẽ cầm cái núm này để điều chỉnh cái màn hình giải trí này. Thì dưới này chúng ta cũng sẽ có ngăn để đồ này và cổng sạc kết nối này. Đó là cái khoang cabin của một chiếc Rolls-Royce Ghost 2021. Bây giờ thì mình sẽ đóng cửa lại. Các bạn đóng cửa bình thường cũng được mà các bạn vuốt cũng được, và cửa tất nhiên cửa hít. Chứ nếu như các bạn để như này thì nó sẽ chưa hít, mà các bạn sẽ ấn nó vào một chút. Đó thì nó sẽ hít. Đây là hai cái vị trí mở cửa, thì vị trí trung tâm quen thuộc của Rolls-Royce các bạn nhé. Chiếc này thì có ngoại thất hai màu. Đó, chúng ta đã khám phá được một phần showroom của showroom Sơn Tùng Auto số 2 Tôn Thất Thuyết Hà Nội. Đây là góc trên của chiếc McLaren 65S độ lai và gót với ngoại thất màu cam. Maserati, rất nhiều những chiếc xe sang bên trong. Bên này chúng ta sẽ còn những chiếc SUV. Đây, chiếc Toyota Land Cruiser LC300 bản VX đời 2022. Đây là một chiếc xe đã qua sử dụng và đây chính là cái bộ mâm của em nó. Đó, cái bộ mâm này nó khác với cái chiếc 2023. Đây là đời 2022, dùng mâm 18 inch, lốp 265/65 R18 các bạn nhá. Mâm này thiết kế đơn giản, chỉ có 6 chấu thôi. Đó, nội thất của chiếc này cũng có ngoại nội thất màu đen, loại ngoại thất màu đen, nội thất màu đen. Đây, các bạn có thể. Đó, cái phần không gian hàng ghế thứ hai của em nó này. Đó, cũng được ốp chi tiết. Cái này không biết là gỗ hay là nhựa giả gỗ anh em ạ, nhìn trông giống như nhựa giả gỗ hơn. Loa là loa JBL anh em nhé. Đây là hàng ghế thứ hai, ghế băng 3 vị trí rồi. Có thể gập phẳng xuống hoặc là gập gọn vào để vào hàng ghế thứ ba. Chỉ có cửa sổ trời dành cho khoang lái thôi. Nội thất bọc đo màu đen, chấn xe thì cũng bọc vải nỉ màu đen các bạn nhé. Có hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập cho khoang sau và các cái cổng sạc cũng như cổng lấy điện dạng tẩu thuốc. Không dùng đến thì các bạn sẽ đóng cái cửa này vào. Land Cruiser VX đời 2022 đã qua sử dụng. Bên cạnh là một chiếc xe mới tinh. Đây là một chiếc Lexus LX600 phiên bản Ultra Luxury hay là phiên bản VIP 4 chỗ ngồi đó các bạn. Đây các bạn nhìn cái phần đuôi, thiết kế mới hoàn toàn của Lexus LX600.
với một cái dải led chạy ngang tại cái phần đuôi. Và với cái DNA mới thì các bạn sẽ thấy này, hai chiếc xe này nó có cái form rất giống nhau, tại vì nó sử dụng chung khung gầm và chung nền tảng với nhau. Và LX600 cũng là một phiên bản được phát triển dựa trên Land Cruiser LC300. Thế vậy các bạn thì nhìn thấy cái phần đuôi nó khá giống nhau, chỉ là cái tạo hình ở bên ngoài nó khác nhau thôi. Ví dụ cái cản này nó sẽ thiết kế khác cái cản bên kia, và cái phần trên này nó cũng được làm khác một chút này. Chiếc LC300 kia được làm khá dựng, còn chiếc này nó sẽ hơi vuốt một chút nhé, tạo điểm nhấn hơn. Đây là cái cánh gió trên mùi các bạn này. Đó, cụm đèn hậu nó cũng được thiết kế khác, thì chiếc này được tạo hình chữ L cách điệu này, đèn lùi này. Phía dưới này chúng ta có cái cảm biến ngay tại cái vị trí hốc hút gió giả, cái ống xả giả này, ống xả chính của em nó thì nằm dưới gầm anh em nhé. Cảm biến này, camera lùi phía trên kia này. Đó, ngó một chút cái nội thất 4 chỗ ngồi của chiếc này đi, hơi chật một chút anh em thông cảm nhé. Đây, mở cửa ra này, hé hé thôi, không chạm vào chiếc Bentley bên cạnh. Đây chính là 4 chỗ ngồi của em nó này, phía sau chỉ có 2 chỗ ngồi thôi anh em nhé. Đó, và được tích hợp rất nhiều các tính năng cao cấp. Ví dụ như màn hình gắn tại tựa lưng hàng ghế trước này, ghế ngồi có khả năng massage ngả sâu. Được trang bị những cái màn hình giải trí, màn hình để các bạn điều chỉnh các cái tính năng thư giãn. Và ghế ngồi thiết kế rất to. Các bạn sẽ thấy thiết kế nó rất giống với những chiếc Lexus LX570 được độ thêm gói độ MPS từ thị trường Trung Đông. Đây là khoang cabin của một chiếc Lexus LX570, xin lỗi bạn, LX600 này. Đó, chiếc này thì được bọc da màu cam các bạn ạ, được bọc da màu cam, phong cách gần giống với da của những chiếc túi Hermes thôi anh em. Đẹp thôi anh em. Đó, thôi chia tay cái không gian này. Đây là một chiếc Bentley Bentayga phiên bản W12 6.0 lít ở đời 2017-2018 anh em nhé. Chiếc này thì có ngoại thất màu hồng, nội thất bên trong được bọc da màu trắng. Chiếc này thì mình đã từng quay rồi, quay một chút cho anh em xem thôi, chỗ này nó hơi chật. Đây, mình có thể ngó vào. Đó, nội thất bên trong màu trắng. Ở chiếc này có 4 chỗ ngồi các bạn nhé, có màn hình gắn tại tựa lưng hàng ghế trước này, và 2 chỗ ngồi tại khoang thứ hai. Thiết kế cũng rất đẹp các bạn ạ. Đó, một chút thôi. Cửa thì cũng là cửa hít các bạn nhé. Động cơ W12 6.0 lít các bạn biết là nó mạnh mẽ như nào rồi. Ở đây chúng ta có một chiếc SH nhập. Đó, SH nhập ý biển 333. Còn đây là một chiếc Bugatti phiên bản Diablo S V không anh em. Một chiếc xe touring động cơ này. Đó, động cơ quá khủng luôn các bạn ạ. Bên trong thì có những chiếc xe đạp chạy xăng, xe đạp nhưng mà lại chạy xăng các bạn nhé, có động cơ. Đây, có vị trí bình xăng, có động cơ. Và đây là những chiếc xe nhập từ Nhật luôn. Anh em nào đam mê xe đạp có thể qua đây tìm hiểu và có thể sở hữu cho mình một chiếc. Nếu như còn muốn mua những chiếc Lexus, Bentley, Toyota, Range Rover, Rolls Royce, Porsche, Maybach các kiểu ở đây các bạn nhé. Đây, một chiếc Range Rover nữa này. Một chiếc Range Rover nữa mới về showroom màu trắng. Đây là phiên bản Autobio, chủ cơ sở kéo dài. Đó, đời 2019-2020. Động cơ chiếc này có lẽ là phiên bản i6 3.0 lít anh em nhé. Quá trời xe sang trong cái không gian này luôn anh em ạ. Đó, SUV này, xe thể thao này, sedan siêu sang này, full luôn anh em ạ.